Quân vừa đi từ cái đường kia vào các bác ạ. Đây ạ. Đấy, xe để trên đó. Đấy, Quân lội qua cái bờ ruộng này vào. Ở bên trong này có hai cái thuốc rất là hay. À, trong bài thuốc chữa gãy xương và bị rạn xương. Các bác thấy bụi vàng này chưa? Đây chính là cái dây tơ hồng đấy ạ. Chỗ này khá là nhiều. Đây có những cái dây nó lan xuống dưới này. Đây bác này, Quân đã hái được một nắm này rồi. Cái dây tơ hồng này là một trong những loại thực vật sống ký sinh lên những loại thực vật khác. À, có một cái đặc điểm rất hay của cây này. Đó là chúng ta chỉ cần lấy một cái cành này thôi. Một đoạn dây thôi. À, vứt lên những cái cây khác. Thì cái đoạn dây này nó có thể là phát triển thành một cái quần thể dây tơ hồng rất là lớn. Ví dụ như là cái đám như này. Đó. Bởi vì là trong cái dây này thì nó có một cái loại chất nhựa các bạn. Đấy, khi các bạn bẻ ra ấy, nó có một loại chất nhựa. Cái loại nhựa này ấy, nó có thể là phá hủy cái vỏ của loại cây khác. Nó sẽ tạo ra những cái rễ, cái gốc cắm sâu vào thân cây của những loại cây khác để nó hút chất dinh dưỡng từ cây khác. Nhờ vào cái đặc điểm cái nhựa của cái dây tơ hồng này, nó có tác dụng là phá hủy và kết dính với các loại cây khác mà trong cái bài thuốc chữa gãy xương và rạn xương. Đấy, thì đây là một trong những thành phần rất là hay mà trong bài thuốc ngày hôm nay con xin chia sẻ cho các bác. Một, đó là dây tơ hồng, các bác hái một nắm. Thứ hai, đó là cái cây này các bác. Ở đâu cũng có. Cây xoan, lá cây xoan đúng không nhá. Đấy. Cũng một nắm lá xoan. Và thứ ba đó là cây ngải cứu. Ở khu vực này là cây ngải dại. Nếu không có cây ngải cứu thì các bác có thể sử dụng cây ngải dại. Hình dáng nó cũng tương tự so với ngải cứu. Đấy. Ba vị thuốc rồi. Vị thuốc thứ tư đó là rễ của cây dứa dại. Cây dứa dại các bác nhé, không phải là cây dứa ăn quả đâu ạ. Thứ tư đó là dứa dại. Là các bác lấy cái rễ, bộ phận rễ của nó là cái phần rễ non ấy, cái rễ mà nó chưa cắm xuống mặt đất ấy, thì các bác lấy khoảng một nhúm cái dứa dại, rễ dứa dại các bác nhé. Đấy, như vậy là chúng ta có bốn vị thuốc rồi. Vị thuốc thứ năm cũng rất là gần gũi mà ở đâu cũng có, đó là củ nghệ vàng. Là các bác lấy khoảng một củ nghệ vàng già. Đấy, một củ nghệ vàng già. Và vị thuốc cuối cùng đó là vỏ của cây gạo. Cây gạo thì ở miền xuôi rất nhiều, ở trên miền núi thì lác đác có một số nơi có. Thì bác lấy cái vỏ của cây gạo nhé. Đấy là chúng ta đã đủ 6 vị thuốc trong bài thuốc chữa gãy xương và rạn xương. Quân nhắc lại nhé, 1 dây tơ hồng, 2 đó là lá xoan, 3 là ngải cứu hoặc là ngải dại. Thứ 4 đó là rễ của cây dứa dại, phần rễ non. Thứ 5 củ nghệ vàng. Và thứ 6 vỏ của cây gạo. Đấy, 6 vị thuốc. Tất cả sử dụng đều ở dạng tươi. Sau đó là các bác rửa sạch, giã nát và cho thêm một quả trứng gà, bỏ cái lòng đỏ đi, chỉ lấy lòng trắng. Đấy, chỉ lấy lòng trắng của quả trứng gà, trộn đều với các vị thuốc. Và sau đó là các bác đem bó vào nơi bị thương. Đấy, bị rạn xương hoặc gãy xương ấy. Đấy, bác Quân vừa đi vừa nói vậy. Bởi vì trời nó sắp mưa rồi. Thứ ba là trong cái trường hợp bị gãy xương. Thứ nhất là bị gãy xương và thứ hai đó là bị rạn xương thì chúng ta đều có thể sử dụng bài thuốc này. Cái trường hợp bị gãy xương ấy thì nó hơi phức tạp. Bởi vì là cần phải sắp xếp lại xương. Đấy, cần phải sắp xếp lại xương. Và đôi khi là chúng ta cần phải chụp chiếu để xem ở trong cái vết thương đó nó có những cái mảnh vỡ xương nó vụn ra không. Đấy. Và người ta cần phải sắp xếp lại xương. Sau đó người ta sẽ bó bột. Và sau thời gian bó bột mà các bác muốn điền xương nhanh ấy, thì các bác nên sử dụng những cái bài thuốc nam như thế này. Đấy, cái bài thuốc Quân vừa giới thiệu cho bác đấy, chúng ta nên sử dụng. Hoặc nơi nào mà có những cây công hiệu hơn ở vùng cao. Đấy, thì ví dụ như cây dây tơ mành ấy,
thì bác có thể là áp dụng thêm. Còn cái bài thuốc này thì áp dụng được với những bác mà ở miền xuôi, vùng trung du, đồng bằng mà không có những cái cây thuốc đặc hiệu ở vùng cao, thì những cái cây thuốc này, bài thuốc này cũng rất là tốt. Đó, đấy là trường hợp thứ nhất, đó là gãy xương. Trường hợp thứ hai là dạn xương. Nhiều bác là dạn xương là chủ quan, không dùng thuốc. Đấy, làm cho cái nơi bị thương ấy, nó cứ đau nhức, nó rất lâu bình phục. Đấy, dạn xương thì các bác cũng có thể sử dụng bài thuốc này, bởi vì tác dụng liền xương của bài thuốc này rất là tốt. Quân đã lên ở đây rồi. Đấy, cái bụi vừa đây ở dưới kia đấy, xe con để đằng sau này. Bây giờ là 10:10, quân xin phép dừng video đây. Các bác có những yêu cầu quân làm về những cây thuốc hoặc là những bài thuốc nào ấy, thì các bác hãy để lại bình luận xuống phía dưới. Mong các bác hãy chia sẻ video này để cho nhiều người biết đến cái bài thuốc giúp chóng liền xương. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ quân. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của quân.